Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng tại các điểm cửa ngõ. Hôm nay là 24 tháng Chạp, mọi người đang dồn vào các điểm cửa ngõ về các tỉnh nghỉ Tết. Chúng ta đang ở đường Vành Đai 3, Nguyễn Xiển. Bây giờ mới là 9 giờ sáng nhưng mà dòng xe rất là đông. Dự kiến phải mất đến 10-15 phút mới qua được điểm nút giao này. Tuy tình trạng giao thông có khá là tệ nhưng vẫn tốt hơn mấy ngày hôm trước rất là nhiều. Và hy vọng rằng càng gần Tết thì tình hình giao thông sẽ càng được cải thiện. Chúng ta đang ở nút giao Nguyễn Trãi Vành Đai 3. Đây là một nút giao có 4 tầng giao thông, tầng hầm, tầng mặt đất và đường Vành Đai 3 trên cao. Phía trên đường trên cao là tàu điện trên cao nữa. Tuy nhiên vào giờ cao điểm thì vẫn ùn tắc như bình thường. Tại nút giao này thì thường xuyên có mặt của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ